Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật vui khỏe và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Khi xem, quý vị nhớ cho like, chia sẻ và đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận thông báo mà chúng tôi đang cập nhật tới tất cả quý vị hàng ngày. Vâng, và sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung trong ngày hôm nay. Cẩm Ly mệt mỏi vì bệnh cụ tái phát. Ca sĩ Cẩm Ly cho biết, do đợt này đi diễn nhiều nơi, thể trạng không thích ứng được với thời tiết nên bệnh viêm đa xoang lại tái phát. Những ngày qua, Cẩm Ly bị ho, sốt và nghẹt mũi, cơ thể mệt mỏi. Cô đi khám và được bác sĩ chỉ định dùng thuốc 5 ngày sau tái khám. Nữ ca sĩ nói cô mới từ thành phố Đà Lạt về, gặp khí hậu lạnh nên bệnh càng nặng hơn. Ai bị xoang lâu năm đều biết bệnh không thể khỏi hẳn. Chỉ là tùy đợt bị nặng hay nhẹ mà thôi. Cẩm Ly thăm khám điều trị nhiều nơi nhưng bệnh không dứt điểm. Hiện cô dành thời gian nghỉ ngơi, uống thuốc. Ca sĩ mong sớm khỏe để đi hát trở lại. Cẩm Ly mất chồng cuối năm 2017. Chất dịch trong mũi khiến chồng của cô bị đục trầm. Và có lúc cổ họng của cô khàn đặc, không thể hát thành tiếng. Cô tìm đủ cách để điều trị, thử qua nhiều loại thuốc nhưng bệnh không thể thuyên giảm. Khi ấy cô nghĩ nếu chồng không còn như xưa mà vẫn đi diễn, tức là bản thân không tôn trọng khán giả. Cho đó, cô ngưng nhận show. Năm 2018, cô sang Mỹ phẫu thuật nạo xoang, ở lại để điều trị trong vòng một tháng. Giọng của cô dần cải thiện, đã hồi phục khoảng 70-80%. Song âm sắc không còn trong trẻo như xưa, hát nhiều âm mũi hơn. Cô chấp nhận và lựa chọn những ca khúc phù hợp với giọng hiện tại. Những năm qua, ca sĩ Cẩm Ly đi hát và làm giám khảo, huấn luyện viên nhiều thí sinh đi thi để vui đi nỗi nhớ nghề. Thời gian rảnh, cô xây dựng kênh YouTube, chia sẻ các video cuộc sống đời thường. Gần đây, cổ họng đã hồi phục nên cô trở lại với âm nhạc. Hồi đầu tháng 8, cô tái xuất với live show Tự Tình Quê Hương 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, kỷ niệm 30 năm làm nghề. Cẩm Ly sinh năm 1970, từng được chú ý khi hát cùng Đăng Trường trong album Nếu Phôi Pha Ngày Mai. Cô dần nổi tiếng với các bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, Người Về Quê Phố, Bờ Bến Là, Thương Nhớ Người Dân. Cô là ca sĩ đầu tiên thực hiện live show miễn phí cho sinh viên năm 2003-2004. Ca sĩ thu âm nhiều album nhạc dân ca trữ tình và thành công với hàng loạt live show Tự Tình Quê Hương.